Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mẫu động cơ 24V 650W có chổi than, có quạt, có hộp giảm tốc ở trên đầu. Đây là dòng động cơ tiêu chuẩn chính hãng của hãng Ulit Motor. Và cái dòng hãng này là chuyên về các loại động cơ tiêu chuẩn cao cấp. Trên thân động cơ bao giờ cũng có cái tem như thế này, có cái biểu tượng hình tam giác. Và trên thân động cơ thì bao giờ cũng in mã số chìm. Đây, bao giờ cũng có cái mã số ở trên thân động cơ. Động cơ này thì có hai phiên bản là 450W và 650W. Ngoài ra nó còn một cái phiên bản khác là 24V 350W và 250W. Động cơ này thì sơ qua về các cái thông số kỹ thuật của nó là sử dụng điện áp 24V, công suất 650W và đầu ra là 530 vòng trên phút. Model của nó là MI1122. Này mình khi đặt hàng thì cũng không cần để ý lắm, chỉ cần để ý cái điện áp và công suất là được. Còn cái tốc độ vòng tua này thì để cho anh em tham khảo và tính toán cái tốc độ của xe và tải trọng. Điện áp định mức là 34,7A. Cái nhông trên đầu động cơ này thì mặc định là 10 răng, có khi là 9 răng hoặc là 12 răng, 14 răng. Cái này thì nó sẽ tùy theo từng đợt của nhà sản xuất và nó có thể thay đổi được. Các cái kích thước cơ sở của động cơ thì kích thước phủ bì là 27cm, kích thước chiều cao là cao nhất của nó là 14cm. Đấy. Kích thước thân động cơ chính là 12cm. Ngoài ra là kích thước của cái lồng quạt và hộp số. Động cơ này nó nặng là gần 7kg. Và nó sẽ không thể nhầm lẫn với cái động cơ 450W được. Động cơ 450W nó nhẹ hơn. Thường là những cái động cơ có mã số in chìm này thì không thể giả được. Ứng dụng của cái dòng động cơ này thì thường là dùng làm những cái xe chở gạch trong xưởng gạch, làm xích lô điện, bởi vì ưu điểm của nó là sử dụng hai bình rất là gọn nhẹ. Đi kèm với nó là có thể anh em mua để về làm những cái việc khác thì mua nó là động cơ này là đi kèm với nó là bộ điều khiển, bộ tay ga hoặc chân ga, bộ đảo chiều, bộ nhông xích, bộ sạc. Thì tùy theo mục đích mình làm xe gì thì mình sẽ mua cái phụ tùng đi thay thế. Ở đây mình chỉ giới thiệu chi tiết vậy thôi. Đấy nhé, có cả kích thước rồi đấy nhé. Anh em mua là không nên nhầm lẫn được. Đây thêm một cái kích thước chân đế nữa. Kích thước chân đế là 14,5cm chiều rộng. Kích thước tim lô của chân đế này theo chiều rộng dài của nó là 8cm. Các bạn nhớ ấn đăng ký, like và share để xem nhiều cái video hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.